Nếu mà một giờ nữa thì sợ các bạn trẻ không có giờ để ra chơi ha. Rồi, chúng ta bắt đầu. Hôm nay các bạn học bài ký sinh trùng sốt rét. Thì cái bài này nói chung với các bạn là chăm sóc nó dài lắm. Các bạn đến thử đi, tôi nhớ bọn nhỏ chắc là mấy ngày á. Dài lắm. Dài lắm. Dài lắm. Dài lắm. Dài lắm. Dài lắm. Thành ra đó, chắc là tôi sẽ chỉ cho Thi những gì mà hướng dẫn các bạn trên lớp thôi, chứ còn những gì ngoài hướng dẫn thì sẽ không cho các bạn Thi ha, tại vì nó dài quá, cho bạn Thi chắc là lớn quá, nên là thôi chỉ cho Thi những gì hướng dẫn ha, và con voi sẽ chuyển comment cho các em. Thành ra các em cũng không cần ghi chép gì nhiều hết, chủ yếu là cái gì mà hết thêm á, có nhấn mạnh thì các em ghi lại. Chứ còn cái gì trên PowerPoint thì các em phải có chép ha. Tôi thấy các em có một cái tính là các em từ hồi phổ thông tới giờ á, là trên bảng có nhiều chữ các em khoái cái chép vô tập hết, chi không biết nữa, trong khi PowerPoint sẽ chuyển qua cho các em, thành ra chúng ta chép tiếp chép để làm gì, chép xong về có coi không. Thường tôi nghĩ là các em chép về là chỉ để qua thôi chứ không có coi ha. Trên coi thì có chép, nghe vô lớp là để nghe chứ không phải để chỉ chép nha. Cái chép cho này đọc lần cuối cùng mới thì chả coi đâu nha. Rồi thì ký sinh trùng sốt rét tên của nó là Plasmodium. Ngày xưa là ký sinh trùng sốt rét nó có từ lâu lắm rồi ha, nó có từ cái thời rất là xa xưa. Thì cái thời đó đó, những cái người lính, người ta đi lính ở trong rừng á, người ta bị sốt, thì khi đó người ta chỉ nghĩ là chắc là rừng thi ướt độc hay là thần linh trừng phạt gì đó, cái người ta bị bệnh thôi, chứ người ta không nghĩ rằng tác nhân của nó là ký sinh trùng sốt rét. Thì mãi sau này á, khi người ta phết cái vết máu lên, người ta thấy được trong cái hồng cầu nó có cái con ký sinh trùng sốt rét này, thì lúc đó người ta mới biết tác nhân của nó là ký sinh trùng sốt rét là Plasmodium nha. Rồi thì sốt rét nó được xếp vào là một trong 10 đại dịch khủng khiếp nhất trong lịch sử của nhân loại. Như vậy, nhân loại của chúng ta đã trải qua rất nhiều năm lịch sử và chúng ta cũng đã từng trải qua rất là nhiều trận đại dịch, thì sốt rét được xếp vào là một trong 10 đại dịch khủng khiếp nhất trong lịch sử của nhân loại ha. Rồi thì đầu tiên đối với bạn, chúng ta nhìn thấy đây là bệnh gì đối với em? Bệnh này có ai biết đây là bệnh gì không? Sởi. Bệnh gì? Bệnh giỏi, chính xác, đây là bệnh đậu mùa ha. Bệnh đậu mùa thì một cái trận dịch đậu mùa xảy ra gần đây thôi, năm 1967 ha. Thì một cái trận dịch như vậy nó đã làm cho 2 triệu người thiệt mạng ha. Thì như vậy đậu mùa được xếp vào là một trong 10 đại dịch khủng khiếp nhất của lịch sử nhân loại. Nhưng mà bây giờ đậu mùa còn không? Đậu mùa bây giờ không còn nữa. Tôi vẫn còn nhớ là cái năm mà tôi học y 2 á, là trong cái quyển sách y sinh vẫn còn để bệnh đậu mùa. Nhưng mà tới cái ngày học đậu mùa á, thì giảng viên đến lớp, giảng viên nói các em ơi, thầy chủ nhiệm nói là bây giờ đậu mùa không còn nữa, cho các em bỏ bài này, các em đi về đi ha. Quá sung sướng luôn. Thì giờ tôi nghĩ là các em sẽ không còn học đậu mùa nữa ha. Bây giờ đậu mùa nó đã không còn nữa rồi. Nhưng mà tuy nhiên cái chủng của nó thì vẫn còn giữ trong một số cái phòng thí nghiệm mà sẽ được canh giữ không để phát ra ngoài ha. Đó. Rồi, cái này là gì đây? Nhìn thấy cái hình này liên tưởng đến dịch gì? Đúng rồi, cái này là dịch cúm ha, này dịch cúm. Thì các em thấy một cái trận dịch cúm xảy ra vào năm 1918. Hơn 20 triệu người thiệt mạng trong vòng 3 tháng. Như vậy chỉ cần một cái trận dịch cúm nó quét qua trong vòng 3 tháng thôi mà nó đã chết tới 20 triệu người. Thì các em có biết dân số Việt Nam hiện tại là bao nhiêu không? Chín mươi mấy triệu. Thì như vậy các em tưởng tượng nếu mà 20 triệu thì gần như là phần tư, đúng không? Đó, phần tư một năm gì đó ha. Thì các em tưởng tượng nếu như trong vòng 3 tháng mà chết tới phần tư dân số thì nó có phải là một cái cơn ác mộng không ha. Bởi vì bây giờ người ta cứ nghe thấy dịch cúm, dịch cúm, tại giờ ta sợ sốt gió lên ha. Tại vì trong lịch sử nó từng trải qua những cái trận đại dịch khủng khiếp, nó chết nhiều như vậy, thành ra bây giờ cứ nghe thấy cúm là ta sợ. Năm
2014 là năm các bạn mấy tập? 2014 là lớp 10. Có một cái trận dịch gì mà bảo đài nó quá trời luôn. Dịch gì? Hả? Dịch gì các em? Dịch gì? À, tôi có nghe thấy các bạn nói dịch Ebola. À, các em có biết dịch Ebola không? Có nghe qua không? Có nghe qua không? Thì Ebola đó được báo đài người ta nói rất là khủng khiếp. Nhưng mà tuy nhiên Ebola có được xếp vào là một trong 10 đại dịch khủng khiếp của lịch sử nhân loại không? Không. Số tử vong của Ebola cho tới hiện tại bây giờ tổng hơn khoảng nhiều. Khoảng nhiều. Là đã nói là một cái chuyện đại dịch rồi đó. Nhưng mà số tử vong của nó cũng chỉ có khoảng 10.000 thôi. Thì như vậy 10.000 so với con số 20 triệu thì nó có là gì không? À, các em tưởng tượng tính theo tiền đi cho nó dễ hình dung. 10.000 đúng không? À, ê mày cho tao mượn 10.000, nó cho mày luôn, không từng trả, đúng không? Nhưng mà nói ê mày cho tao mượn 20 triệu, nó nói sao? Ơi trời mày khổ đi, tao làm gì nhiều tiền cho mày mượn dữ vậy, đúng không? Cho nên em tưởng tượng 10.000 so với 20 triệu nó không tài gì hết. Nhưng mà 10.000 là tao đã sợ lắm rồi, đúng không? À, cho nên cái con số 20 triệu này nó là một cái nỗi ám ảnh khủng khiếp. Cho nên đó là mấy cái này là cái trường đại dịch khủng khiếp của lịch sử nhân loại. Còn này là dịch thật năm 1348, thì cũng cái trận dịch thật như vậy nó cướp đi một nửa dân số của châu Âu. Các em thấy nó là khủng khiếp đúng không? À, coi như là chết dịch không? À, chết dịch là gì? Còn này dịch gì không? Thấy gì mà tổ chức độc quá trời? À, này số 900 số 900 số Rickettsia. Thì trước khi chiến tranh mà thấy quân của ta là số Rickettsia mà biết mình mình thắng tới nơi rồi đó. Ha, khỏi đánh nữa ha. Có này dịch gì đây? Cái nhìn ra dịch gì không? Dịch gì? Có ai biết? Bệnh gì? Bệnh gì? Nó lớn lên. Nói đại chính xác, giỏi, mình hát đi về ha. Mình hát đi về, trời ơi, nhìn vô biết rồi, sao chị nghĩ đâu chứ vậy ha. Nhìn vô là biết đây là mình hát đi về, đây là một căn bệnh thế kỷ đúng không ha. Thì em lấy số tử vong do hát đi về cho đến nay khoảng 25 triệu người ha, là rất là nhiều ha. Tuy nhiên cái bộ mặt hát đi về á, cái này là cái bộ mặt hát đi về của ngày xưa rồi, còn giờ bộ mặt hát đi về của bây giờ nó là sao? À, bây giờ là nó là những hot boy và hot girl. Các em sẽ nhìn vô, các em sẽ thấy chỉ là những người đẹp trai và đẹp gái, các em không biết là họ có HIV. Những người HIV thường thì họ sống được bao lâu? Họ sống được bao lâu? 10 năm đó là ngày xưa. Còn bây giờ người ta nói như thế này nè. Nếu sau khi chúng ta nhiễm HIV xong, chúng ta uống thuốc kháng HIV trong cái giai đoạn mà chưa có biểu hiện bệnh á, thì chúng ta có thể sống được 60 năm. Nếu chúng ta sống được 60 năm, giờ các em 20 tuổi sống được 60 năm mà chết thì đáng đúng không? Coi như là không vấn đề gì hết ha. Chết cũng rất là đáng nha. 80 tuổi rồi mà đã bị chết thì cho rồi đúng không? 80 tuổi sống để làm gì nữa đúng không? Cho nên thành ra đó là bây giờ nói chung là HIV không còn là quá sợ nữa rồi. Tương tự tới cái lúc mà nó chuyển sang cái giai đoạn IVF thì thôi, chứ còn giai đoạn mới bị phát bệnh đó, chúng ta uống liền và chúng ta sống được suốt đời. Và bây giờ còn có một số thông tin là người ta đang sản xuất ra một cái kỹ thuật gọi là thay máu á. Thì cái này tôi chỉ đọc sơ và bán vào thôi, thì là có thể chữa dứt những cái bệnh HIV luôn, nhưng mà chưa có áp dụng. Nhưng mà nói gì thì nói, khi mà đặc biệt đối với người khác, tôi nói đối với sinh viên y khoa. Sinh viên y khoa là những người có tỷ lệ khả năng nhiễm HIV cao hơn rất nhiều so với những người khác. Có hiểu lý do không? Hiểu ha. Chúng ta là những người vô đi các em, cái vô đi. Chúng ta là những người cứ vào trong bệnh viện mỗi ngày, tiếp xúc với bệnh nhân mỗi ngày. Thì năm nay các em đã đi bệnh viện chưa? Chưa. Đi chưa? Cuối năm đi chưa? Năm sau?
năm sau mới đi. Thì có biết là bệnh viện ký hiệu những người bị HIV là ký hiệu gì không? Đúng, chính xác, về hàng gì? Ha. Thì khi mà những cái người bị HIV á, trên cái đầu giường thì người ta hay chú thích cái ký hiệu B20. Các em lấy cái ký hiệu B20 của các em được đó tới, hiểu không? Tại vì các em là những người còn rất là non kinh nghiệm, các em nhiều cái ý thức chưa cao, có những gì có thể tiếp xúc được, những gì chưa thể tiếp xúc được, các em đầu tiên chúng ta chưa có biết. Thì thông thường là nếu các em đi đến một cái khoa nào đó, nếu có bệnh nhân HIV thì thường là điều dưỡng hoặc là bác sĩ thì ta sẽ kéo các em vô trong phòng, ta sẽ nói nhỏ với các em là cái bệnh nhân này bị HIV, các em phải tới, hiểu không? Nhưng mà nhiều khi ta luôn ta quên, thì khi chúng ta thấy chữ B20 thì các em nên chúng ta quan được việc có đi tới ha, tại vì cái ý thức của các em chưa có được tốt lắm. Thì ngày xưa trong bộ môn của tôi có một bác sĩ là nói chung là giảng viên của các em á, anh tưởng được tên ha. Thì bạn đó là bằng tuổi tôi, nói chung là trong bộ môn á là có ba bác sĩ nữ, là tôi với hai bạn kia là học cùng lớp ra, là biết nhau từ cấp 2 này nên đến cấp 3 học chung, đại học học chung, bây giờ đi làm chung, nói chung là rất thân ha. Thì hồi xưa đi học đại học chung á thì cái bạn đó đi chụp ở bên khoa sản, thì khi chụp bên khoa sản á, bạn đó vẽ thuốc xong, sau đó thì bị chặt tay. Thì khi mà chạy như vậy thì bạn đó hốt hoảng, bạn đó kiếm cái chỗ nào để bạn đó rửa. Thì tại lúc đó chắc là sợ hay gì đó, cái xong rồi cái nhúng tay vô cái xô mà tay rửa dụng cụ á, cái xô rửa dụng cụ á, bạn nó nhúng tay vô. Thì khi mà nhúng tay vô rồi thì mới biết là cái bên đó là cái xô này, cái xô rửa dụng cụ, hiểu không? Thì lúc đó bạn nó sợ chết rồi, biết mình có bị HIV không, sợ nhưng mà về không dám nói ai hết, nhưng mà tự cảm thấy mình có cái gì đó không được sạch sẽ, không dám tiếp xúc với người thân, ví dụ như bồng cháu hay là chơi với con hay là chơi với em hay gì đó, chơi với em đó rồi, chơi với em hay là ăn uống thì sao, nói chung là bạn đó cứ lo sạch trong cái quá trình đó, sau khi có một cái biến cố như vậy xảy ra bạn rất là lo sợ, thì cứ sợ biết mình có khi nào lây cho người nhà mình không. Thì cho tới năm Y4 bạn đó đi bên bệnh viện Gia Liễu thực tập, hôm đó thì ta nói cho xét nghiệm HIV miễn phí, thì nguyên tổ tôi kéo nhau đi xét nghiệm HIV, cuối cùng thì bạn đó âm tính. Bạn đó mới về và nó kể lại cho là tôi lo lắng biết bao nhiêu năm vậy đó. Thì nói chung á, nhiều khi là cái này có nói lắm em ơi, nhiều khi các em không gặp chút trường hợp đó, các em không phải nằm trong cái tâm trạng của bạn đó, các em không hiểu, nhưng khi các em đã nằm trong cái trường hợp đó thì các em sẽ lo lắng nha. Cho nên á, nhiều khi mình cẩn thận mình cũng hơn. Tôi thấy nhiều khi chúng ta rất là xông xáo, nhưng mà trong cái trường hợp nào đó thôi, chứ đừng có xông xáo quá, nhiều khi không nè. Rồi còn này, dịch gì đây? Dịch gì? Thấy gì đây? Thấy cái một dịch gì? Sốt rét, đúng rồi. Thì như vậy sốt rét mỗi năm có đến 2 triệu người nhất. Như vậy sốt rét được xếp vào là một trong 10 đại dịch khủng khiếp lịch sử nhân loại. Rồi, và bởi vì số tử vong do sốt rét rất là cao như thế, cho nên trước năm 1978, Tổ chức Thế giới rất là sợ sốt rét, cho nên đề ra cái mục tiêu là phải tiêu diệt cho bằng được sốt rét, tại vì số tử vong rất là cao. Thì sốt rét là do con gì truyền các em? Mũi gì? Đúng rồi, mũi ăn của em. Có phải mũi vằn không? Mũi vằn tên là mũi gì? Giỏi, mũi em đẹp ha. Mũi vằn truyền bệnh gì các em? Sốt xuất huyết. Chúng ta không được nhầm lẫn ha. Mũi vằn thì truyền bệnh sốt xuất huyết, còn mũi ăn của em truyền bệnh sốt rét ha. Chúng ta không nhầm lẫn. Thì như vậy đó, bởi vì sốt rét là do mũi truyền, cho nên để tiêu diệt sốt rét là chúng ta phải tiêu diệt con mũi. Thì tiêu diệt con mũi bằng gì đây? Bằng DDT.
DDT là dichloro diphenyl trichloretan. Đây là một loại thuốc trừ sâu. Thì DDT được mệnh danh là vua thuốc trừ sâu. Thì vua thuốc trừ sâu, cái gì mà nghe thấy vua là các em thấy nó đỉnh rồi đúng không? Thì DDT này do một nhà sinh hóa thụy sĩ tên là Moduler phát minh ra năm 1938. Thì từ khi mà phát minh ra DDT thì DDT đã tỏ rõ được cái tác dụng tuyệt vời của nó trong việc tiêu diệt côn trùng có hại trong nông nghiệp và đặc biệt là tiêu diệt muỗi. Và như vậy tổ chức thế giới sử dụng DDT để diệt muỗi và thấy là nó tạo được một cái ấn tượng rất là phản mục. Đó là trước khi sử dụng DDT, tỷ lệ tử vong do sốt rét ví dụ là 10% đi, thì sau khi sử dụng DDT có một tháng thôi, số tử vong do sốt rét giảm hẳn xuống còn 1%. Thì như vậy là người ta thấy là sử dụng DDT như vậy rất là hiệu quả, và lúc đó là DDT được tung hô rất là dữ nha, nó rất là tuyệt vời. Và như vậy tổ chức thế giới sử dụng nó để tiêu diệt muỗi, ngăn sốt rét. Các bạn thấy đây là một cái hình mà quá trời luôn. Các em đã từng thấy qua trường hợp mũi nhiều giống vậy chưa? Có ai thấy qua chưa giơ tay lên coi? Có ai thấy qua mũi nhiều vậy không? Có, bạn này thấy qua. Bên này có ai thấy qua mũi nhiều vậy không? Tôi thì ở thành phố thì tôi chưa bao giờ thấy trường hợp mũi nhiều vậy đúng không? Nhiều khi đó thì chứ mình ngồi mình làm việc hay mình học bài gì đó, chỉ cần có một con mũi thôi á là đã thấy sao rồi, ở bụng mình nóng rồi đó ha. Rất là bực mình. Nhưng mà còn mũi dạng chiều vậy thì chưa thấy. Nhưng mà những cái buồn mà mũi chiều á, ở những cái buồn mà người ta đã từng gặp những trường hợp này, thì người ta nói rằng là ban đêm á, mấy con chó nó sủa hoài luôn. Sao chó nó sủa vậy? Đúng rồi, nó không phải là chỉ buồn mình, mà giờ ngay cả những cái con lông lá nó cũng không tha đúng không? Nó buồn mấy chó mà nó chích. Nên mấy chó không ngủ được, không ngủ được thì làm gì? Sủa. Cho nên thành ra đó là những cái buồn cái gì nó cũng tiếp tới vậy đó. Và bởi vì là cái thành quả của DDT rất là ấn tượng, cho nên năm 1948 ông Moduler đã tuyên dương nhận giải thưởng Nobel. Nhưng mà mấy em thấy rằng á, đời thì có lúc lên voi nhưng mà có lúc sao xuống chó ha. Trường hợp này không ngoại lệ. 30 năm sau DDT tuyên án. Tuyên án gì? Lông đầu chảm trời đúng không? DDT bị tuyên án tội. Ở đây tôi nói DDT bị tuyên án nha, chứ không phải nói ông Moduler bị tuyên án nha. Thế DDT là thuốc trừ sâu rồi bị tuyên án nghĩa là gì? Nó muốn nói gì đó? Cấm sử dụng, đúng rồi, cấm bán và cấm sử dụng ha. Thế thì tại sao? Tại vì sau 30 năm sử dụng người ta thấy là có tới 137 loại côn trùng đã lợn với DDT rồi. Cái thứ hai, DDT giết chết nhiều những cái loài chim ăn những côn trùng có hại. Như vậy những cái con chim mà ăn những con côn trùng có hại thì những con chim này là có lợi đúng không? Và DDT giết chết nó, như vậy nghĩa là được. Nhưng mà chim thì chết mấy con cũng sao đúng không? Quan trọng là ai thôi? Quan trọng là chúng ta đúng không? Thì như vậy á, nó bị cái gì trời? Ngoài cái chuyện mà DDT nó giết chết những cái con chim ăn những con côn trùng có hại, thì DDT qua nước và qua thực phẩm nó đi vào trong người, phá hủy nội tiết tố giới tính, gây ra các bệnh về thần kinh. Mà các bạn thấy nó làm gì, làm cho nó phá hủy những nội tiết tố giới tính là thấy không được đâu đúng không? Cho nên thật thử ra DDT không được sử dụng nữa. Thế thì hậu quả này xảy ra ngoài dự kiến của con người. Và như vậy là thấy rằng là trước năm 1978 hô hào là phải tiêu diệt cho bằng được sốt rét, nhưng bây giờ thấy cái mục tiêu này không hoàn thành được rồi, cho nên sau năm 1978 tổ chức thế giới đề ra cái mục tiêu thêm nhiều hơn, bây giờ không tiêu diệt được thì phòng chống. Phòng chống có nghĩa là có cho dịch xảy ra không? Có cho dịch xảy ra không? Cho mấy đứa có cho dịch xảy ra không? Phòng chống nghĩa là cho dịch xảy ra không? Được, nhưng mà chúng sao thôi, nhỏ nhỏ thôi ha. Có cho chết không? Có, nhưng mà chết sao? Ít ít thôi, hiểu không? Thì cái đó gọi là phòng chống. Nhưng mà tuy nhiên hiện nay tình hình sốt rét giảm nhiều tại một số quốc gia, lúc này tổ chức thế giới mới đặt lại cái vấn đề lại cho sốt rét ha. Ở Việt Nam hiện tại bệnh sốt rét thì nó giảm nhiều lắm rồi, nó giảm tới nhiều khi bác sĩ quên nó luôn.
cứ sốt sốt nãy vô thì nghĩ tới sốt gì thôi, sốt xuất huyết, nhiều khi mua luôn sốt rét luôn, nhưng mà sau thấy điều trị nó kỳ kỳ, thấy nó không đáp ứng, sau thấy tiến triển của nó hơi bộ bộ, thì lúc đó người ta mới chết mà không biết có sốt rét không, phớt ra rồi có không, lúc đó phát hiện có sốt rét, nhiều khi chúng ta quên. Rồi thì bệnh sốt rét nó không phải là bệnh của một quốc gia hay là vài quốc gia mà nó là bệnh của toàn cầu. Năm 2015 người ta ghi nhận là có 91 đứa có sốt rét, nó là bệnh của toàn cầu. Và mình nói là bệnh sốt rét nó giảm nhiều là ở Việt Nam thôi, nhưng mà ở châu Phi thì mình vẫn còn rất nhiều nha. Châu Phi sốt rét chưa có giảm đâu, nhiều lắm. Năm 2015 ghi nhận 212 triệu người mắc bệnh sốt rét. Cái này là mắc thôi chứ mình tưởng tượng 215 triệu người mắc bệnh sốt rét như vậy là nhiều hay là ít? Nhiều lắm á, 215 triệu là nhiều lắm. Cho thành ra là bệnh sốt rét cũng chưa có bụi đâu nha. Và số tử vong là 429.000 người. Thì 429.000 người này á, người ta chia ra thì cứ trung bình khoảng 1 phút là trên thế giới có một người chết do sốt rét. Vậy nãy giờ tôi bước vô lớp đó, 30 phút, nghĩa là trên thế giới nãy giờ có 30 người chết do sốt rét. Như vậy là buổi chưa còn chưa hoàn toàn được buổi ha, vẫn còn rất là nhiều. Rồi ở Việt Nam nè thì số mắc năm 2015 30.000. Rồi bây giờ về cái mục tiêu của bài này, sau khi học xong bài này các bạn phải nêu được tên của năm loại ký sinh trùng sốt rét gây bệnh cho người. Như vậy ở người chúng ta có 5 loại ký sinh trùng sốt rét. Thứ hai, sau khi học xong bài này các bạn phải mô tả được chu trình phát triển của ký sinh trùng sốt rét. Thì cái chu trình phát triển của ký sinh trùng sốt rét á, nó hơi khó, nó hơi rối. Thông thường khi học xong thì các em sẽ nhớ, nhưng mà tuần sau phải lại quên. Tuần sau phải lại sẽ quên. Rồi sau các em sẽ học lần hai, thì khi học lần hai các em sẽ nhớ, nhưng mà tới lúc thì các em quên. Cho nên thành thử ra đó, để các em nhớ lâu hơn, ít nhất là nhớ cho tới sau khi thi xong. Thì cho các em xem cái video clip, thì hy vọng cái gì mà có phim á nó sẽ ấn tượng hơn, các em nhớ lâu hơn để các em thi đậu cái đạt. Rồi thứ ba, nếu được triệu chứng lâm sàng của cơn sốt rét điển hình thì các bạn nghe thấy bệnh này là bệnh sốt rét, vậy triệu chứng của mình sẽ là gì? Sốt rét và sao nữa, có cái tính gì lặp lại chính xác mà lặp lại một khoảng thời gian cố định thì người ta gọi là có tính chu trình. Đúng rồi ha. Nhưng mà sốt trước hay rét trước? Rét trước hay sốt trước? Sốt trước hay rét trước? Mặc dù tên là sốt rét nhưng mà rét trước, sốt sau. Nha. Rét có nghĩa là gì? Rét có nghĩa là chúng ta run run run, vậy là cơ thể nó sẽ làm nó sinh ra cái gì đó, sinh nhiệt. Và sau khi rét xong chúng ta sẽ sốt. Nha. Quy luật luôn luôn là rét trước sốt sau. Quy luật là như vậy. Ha. Khi các bạn bị không phải chỉ có bệnh sốt rét với rét trước sốt sau đâu. Các bạn bị bất kỳ một cái cơn sốt nào đó, nếu có đi kèm với rét thì luôn luôn là rét trước sẽ sốt sau. Cho nên cái lúc mà rét á là chúng ta đã phải uống gì rồi? Chính xác, lúc rét là lúc hạ sốt rồi, chứ không phải đợi ta nó đang lạnh, nó đang lạnh, nó đang vui vui luôn kìa, còn chân cũng hạ sốt cũng kiểu khùng không vậy, hiểu không? Không phải đâu, lúc nó đang rét rồi chúng hạ sốt rồi đó nha, tại nó sắp sốt lên rồi đó ha. Rồi một cái triệu chứng lâm sàng của cơn sốt rét điển hình đó là rét xong rồi sốt. Sau khi sốt xong bệnh nhân sẽ vã mồ hôi và có cảm giác khoan khoái. Bệnh nhân sẽ cảm thấy rất là dễ chịu và chờ đợi một cơn sốt tiếp theo. Rồi và mang tính chu kỳ ha, có nghĩa là có một khoảng thời gian cố định. Thứ tư, sau khi học xong bài này các bạn phải kể được các phương thức lan truyền bệnh sốt rét. Thì khỏi học là biết do cái gì được mũi truyền. Có 3 phương thức lan truyền bệnh sốt rét. Một là mũi truyền, hai qua phương pháp nào, qua cái cách nào có thể truyền bệnh sốt rét ngoài mũi ra? Đúng, truyền máu. Rồi từ từ đâu qua đâu?
từ giống như HIV sang con, đúng rồi. À, có ba phương thức, thứ nhất là từ mũi truyền, thứ hai là truyền máu và thứ ba là từ mẹ sang con. Rồi, thứ năm, nêu được phương pháp chủ yếu để chẩn đoán ký sinh trùng sốt rét. Thì để chẩn đoán ký sinh trùng sốt rét chúng ta làm xét nghiệm gì? Máu, chứ không là xét nghiệm phân nha. Người nào chẩn đoán ký sinh trùng sốt rét làm xét nghiệm phân. Rồi, cho đậu nha. À, thứ sáu, nếu nguyên tắc điều trị bệnh sốt rét thì đối với các em B2 á, bộ môn chỉ yêu cầu các bạn là nêu nguyên tắc điều trị thôi, chứ không bộ môn không yêu cầu các bạn là các phác đồ điều trị cụ thể. Phác đồ điều trị cụ thể các bạn sẽ được học ở bộ môn nhiễm năm y môn ha. Bộ môn chỉ yêu cầu các bạn là nguyên tắc điều trị. Thứ bảy, nêu được các biện pháp phòng chống sốt rét thì để phòng chống sốt rét chúng ta có những biện pháp nào nào, hãy nghe coi. Đuổi mũi, bằng cách nào đuổi mũi? À, ngủ mồm, gì nữa? Ngăn chừng mũi, sốt bèo, sao nữa? Gì nữa? Nhiều thứ lắm, kể thử nghe coi. Hả? Có cách nào? Có cách nào không? Dọn dẹp ao tù nước đậu, phát quan bụi rậm, gì nữa? Nuôi cái con gì? À, cho mấy đứa con chó nha, đứa con cá, đúng không? Rồi sao nữa? À, thuốc xịt mũi, vân vân, lấy trong nhiều lắm. Phải học cũng biết, cái chỗ bài này là phải học cũng đậu rồi. À, bây giờ đầu tiên, ký sinh trùng sốt rét thuộc loại đơn bào. Đơn bào có nghĩa là nó có mấy tế bào? Một tế bào. Một tế bào có nghĩa là cấu trúc của nó bao gồm bên ngoài là một cái màng, rồi bên trong thì nó có bọc tương, rồi nó có cái nhân, đó là ha. Cái sinh trùng sốt rét nó chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng mà nó nhỏ, nó đơn giản, nhưng mà khi các em thực tập á thì cái sinh trùng sốt rét là khó coi nhất. À, khó coi nha, coi chả biết nó là gì. Rồi, thứ hai, ký sinh nội tế bào. Nội là bên trong, bên trong tế bào ký sinh trùng sốt rét ký sinh bên trong tế bào gì? Tế bào hồng cầu, chính xác nha, nó ký sinh bên trong tế bào hồng cầu. Thứ ba, trung gian truyền bệnh là mũi anopheles, biết rồi nha. Mũi anopheles trung gian còn gọi là mũi gì? Mũi gì? Nhắc lại nha, không phải mũi vằn nhưng mà tên của nó là mũi. Mũi gì? Có ai biết? Bên đây có ai biết? Nó lớn lên. Mũi gì? Mũi đòn sóc. Nè, mũi đòn sóc, nghe tên là ổn không? À, thế tại sao lại gọi là mũi đòn sóc? Là tại vì khi đậu á, nó chổng mông lên, tạo cái mặt phẳng ngang một góc 45 độ. Ha, giống cái đòn bẩy á, hiểu không? Hay gọi là mũi đòn sóc nha. Rồi. Rồi bây giờ đây là mục tiêu đầu tiên của bài ngày hôm nay, năm loài ký sinh trùng sốt rét ổn định. Thứ nhất, Plasmodium falciparum. Thứ hai, Plasmodium vivax. Thứ ba, Plasmodium malaria. Thứ tư, Plasmodium ovale. Thứ năm, Plasmodium rhodesi. Thì ngày xưa người ta chỉ thấy là có bốn loại ký sinh trùng sốt rét ổn định thôi, là bốn cái loại trên đó, falciparum vivax, malaria, ovale. Nhưng mà những năm gần đây người ta thấy rằng cái loại Plasmodium rhodesi bản thân của nó là ký sinh trùng sốt rét của loài khỉ, nhưng bây giờ nó đã gây bệnh tại người rồi, cho nên bây giờ ghi nhận là có tất cả năm loại ký sinh trùng sốt rét ở người, à, có tất cả là năm loại. Rồi về hình thể, trên một cái vết máu nhuộm gen xa thì người ta sẽ thấy đây là cái tế bào hồng cầu ha. Đây là cái tế bào hồng cầu. Ký sinh trùng sốt rét là một loại đơn bào, có nghĩa là nó chỉ có một tế bào thôi. Ký sinh nội tế bào hồng cầu là bên trong tế bào hồng cầu, và ký sinh trùng sốt rét sẽ có dạng là hình nhũ ha, hình nhũ. Và các bạn sẽ thấy rằng đây là cái nhũ đúng không? Cái nhân của nó chính là cái ốc xoàn đúng không? Ha, tóc màu đỏ. Rồi màu tương của nó thì màu xanh ha, bắp màu xanh.
rồi bên trong có một cái khoảng không mắc màu bóng nhuộm gọi là không mặt. Thì đây là hình ảnh của một cái ký sinh trùng sốt rét ký sinh bên trong trong tế bào hồng cầu, được không? À, nói chung là rất đơn giản đúng không? À, rất đơn giản. Mấy cái máy khác vừa có gặp bị gì không? Đang giải cái nó bị đây này, bị lỏng. Rồi như vậy ký sinh trùng sốt rét ký sinh bên trong hồng cầu của người trải qua tất cả là 4 giai đoạn. À, tức là cái nhẫn hồi nãy đó nó ký sinh bên trong cái hồng cầu của người trải qua 4 giai đoạn. Thứ nhất, khi nó vừa mới ký sinh vào thì nó là có thể tư tưởng non, rồi xong rồi giai đoạn tư tưởng già phân liệt do bà. À, thì thông thường đó, các em hay hiểu sai như thế này. Các em hay hiểu là tư dưỡng non sẽ phát triển thành tư dưỡng già, rồi tư dưỡng già phát triển thành phân liệt, rồi phân liệt phát triển thành giao bào. Các em hay hiểu như vậy, nhưng mà hiểu như vậy là hiểu sai. Nó có hai cái thể, ba cái thể đầu á, tư dưỡng non, tư dưỡng già, phân liệt. Ba cái thể này gọi là thể vô tính, phát triển trong cơ thể người. Còn giao bào là thể hữu tính, phát triển trong cơ thể mũi. Nhớ nha, nhắc lại, ba cái thể đầu là ba thể vô tính, phát triển trong cơ thể người. Còn giao bào là thể hữu tính, phát triển trong cơ thể mũi. Và từ tư dưỡng non phát triển thành tư dưỡng già, từ tư dưỡng già phát triển thành phân liệt là đúng. Nhưng từ phân liệt phát triển thành giao bào là sai. Nhớ nha. Giao bào đó là một cái chất riêng, có nghĩa là nếu nó là giao bào á, mặc định là lúc sinh ra nó đã là giao bào rồi, nó đã là cái thể hữu tính rồi, chứ không phải từ phân liệt phát triển thành giao bào rồi nha. Nhớ nha. Ba thể trên là thể vô tính phát triển trong cơ thể người, còn giao bào là thể hữu tính phát triển trong cơ thể mũi. Ha. Như vậy các em tưởng tượng nếu một cái con mũi nó hút máu của một người nhiễm ký sinh trùng sốt rét thì nó sẽ hút thể nào trong bốn thể này? Một cái con mũi anoven khi nó hút máu của một người nhiễm ký sinh trùng sốt rét thì nó sẽ hút thể nào trong bốn thể này? Hút thể nào các em? Thể nào các em? Một trong ba thể đầu. Những ý kiến khác, thể nào? Giao bào. Thể nào các em? Phân liệt. Coi có ý kiến khác. Thể nào các em? Khi cái con mũi này nó hút máu thì nó đang ở tình trạng rất là đói bụng. Như vậy thì nó sẽ không có sự lựa chọn nào cả. Nó sẽ không có ngồi đó nó tính toán cái này do bà hút vô, cái này thì phân liệt ra, cái này thì nó ra, cái này do bà hút vô. Nó sẽ không có sự lựa chọn kiểu đó, hiểu không? Thì như vậy khi con mũi hút máu nó sẽ hút hết nha, có bao nhiêu nó hút hết vô đã, trời ơi hút để còn làm gì, chạy, hiểu không? Hôm bữa tôi mới xem cái clip cái con mũi nó hút máu, nó đưa cái cây kim của nó vô, em thấy nó không phải là đưa vô cái đốt một nón liền thôi coi, nó phải làm cái gì vậy? Đúng rồi, nó phải đi kiếm cái mặt máu, trời ơi, nó đút kim vô, không thấy máy rút ra, đút vô sâu hơn, rút ra, sâu chịu vào trái, chịu vào phải, kiếm tới cái động mạch rồi, trời đốt đẻ dễ sợ, nó kiếm được cái động mạch máu đó, trời đốt, ai đi liền, hiểu không? Thì khi mà nó hút máu như vậy, nó đang đấu tranh sinh tồn đó các em, họ nó đang sợ các em làm gì? Bây giờ đầu tiên về hình thể trên cái vết máu ngoại biên,
tư dưỡng non thì chính là cái hình này. Cái hình này là cái hình hồi nãy mình coi rồi đó ha. À, là một cái nhẫn bên trong tế bào cầu và rất là đẹp, gọi là tư dưỡng non ha. À, đối với phân si á, lâu lâu người ta thấy có vài cái hồng cầu đó, nó sẽ có điểm đa nhiễm. Đa nhiễm nghĩa là sao? Đúng là những gì cái sức rét rồi nó lại có hiện tượng là hai em, có nghĩa là một cái nhẫn mà có hai cái nhân ha, vân vân. Thôi cái này nó về cái hình thể của nó, các em sẽ được học kỹ hơn khi các em thực tập ha. À, đây là tư dưỡng non. Rồi tư dưỡng già có còn nhìn thấy cái nhẫn không? Ủa không nhìn thấy cái nhẫn mà chúng tôi thấy cái nhẫn mà có thấy cái nhẫn không? Thấy nhẫn không? Thấy nhẫn không? Thấy không? Nó đó em ha, vẫn còn cái nhẫn, nhưng mà cái nhẫn này nó làm sao? À, nhẫn xấu quá đúng không? À, xấu quá rồi, xong rồi mặt của nó mới mụn lên đúng không? Nhìn lại nãy tôi dưỡng không đâu có mụn đâu, giờ bắt đầu già rồi bắt đầu mọc mụn lên nè ha. À, mỗi mụn quá trời rồi cái nhẫn thì xấu quá béo nó chỉ đó, thì cái này là tôi dưỡng già ha. Vẫn còn nhìn thấy cái nhẫn, có nhìn ra hột xoài không? Vẫn nhìn ra hột xoài ha, vẫn thấy được vòng nhẫn vân vân ha, thấy được hết rồi. Tiếp tư dưỡng non, tư dưỡng già tới phân liệt. Phân liệt là gì? Phân liệt là khi mà nó cái sự dụng sốt rét này nó chia nhân ra, chia vào tương ra, hình thành ra những cái mảnh chùm. Các em thấy nó chia ra nhìn những cái mảnh nhân nhỏ nhỏ, những cái bầu tương nhỏ nhỏ hình thành ra những cái mảnh chùm như vậy, thì người ta gọi đây là thể phân liệt, là hình thức sinh sản vô tính. Vô tính nghĩa là không phân chia đực và cái ha, không có phân chia đực và cái, nghĩa là nó chỉ là đơn thuần là chia nhân ra, chia vào tương ra, hình thành ra những cái mảnh chùm thôi, cho nên gọi là thể phân liệt ha. Ờ, và các em có thể nhìn ra những cái mảnh chùm đếm được luôn. Đây là một cái hồng cầu nè, đây là những cái mảnh chùm nè, ta đếm được ha, ta đếm được những cái mảnh chùm của nó. Khi các em thực tập tại bộ môn, các em sẽ đếm được những cái mảnh chùm của nó, thì khi các em thấy những cái mảnh chùm thì các em biết đây là thể phân liệt ha. Phân liệt là cái hình thức sinh sản vô tính, có thấy được cái mảnh chùm không? Đây nè, đếm được luôn nè, nó đếm được hết nè, đúng không? Thấy được những cái mảnh chùm như vậy thì đây là thể sinh sản vô tính, là thể phân liệt ha. Rồi phân liệt thì đối với lại cái vi vắt á, số lượng mảnh chùm của nó là thông thường là từ 14 tới 24 mảnh chùm, mà phân si á thì là 18 tới 32 mảnh chùm. Nhưng mà người ta sẽ không dựa trên việc đếm số lượng mảnh chùm để người ta biết nó là phân liệt của phân si hay vi vắt. Vì sao? Đếm số lượng mảnh chùm không phân biệt được là tại vì cái con số 8 tới 32 nó bao nhiêu cái số bao nhiêu, 14 tới 24 không phân biệt được đâu ha. Người ta sẽ có những cái cách khác thì khi thực tập là bộ môn các em sẽ thấy được ha. Rồi bộ môn sẽ hướng dẫn các em. Cuối cùng là thể giao bào. Giao bào nhắc lại đây là thể hữu tinh phát triển trong cơ thể mũi ha. Thì các em nhìn lên đây á, các em hay nhầm lẫn. Chúng ta nhìn thấy cái chuối thì các em hay nghĩ chuối thì sẽ là giao bào đực đúng không? Rồi thì nghĩ giống tinh quá ha. À, chuối nè, này giao bào đực đây, còn này tròn, này chắc tròn cái đúng không? À, thì các em hay nghĩ vậy, nhưng mà nhớ đừng nghĩ vậy thì sai, không phải giống mình đâu nha. À, cái chuối á là giao bào của phân si, như vậy giao bào của phân si dù là giao bào đực hay dù là giao bào cái đều có dạng chuối hết ha. Còn giao bào của vi vắt dù là giao bào đực hay giao bào cái đều có dạng hình tròn nha, nhớ nha. Chuối là giao bào phân si, còn tròn là giao bào vi vắt. Như vậy để cho một chút xíu các bạn xem cái video clip, các bạn phân biệt được cái nào là giao bào, người ta chỉ cho bạn xem video clip của phân si để ra các bạn thấy cái chuối và biết cái này là giao bào đây, thì các bạn hiểu được. Chứ còn cái nào nó tròn tròn các bạn sẽ khó hiểu không? Cho nên cái video clip đó sẽ là video clip của phân si ha, chút xíu thấy chuối là biết cái nào là giao bào đúng không ha. Rồi đây là chuối. Thì sinh viên các bạn rất là khoái cái chuối này. Khi mà thi thực tập cuối đời, khi mà chiếu lên cái hình cái chuối thì các bạn biết gì? Ta có được một câu đúng không? Đúng không? Cái chiếu chuối là biết ngay là gì rồi. À, giao bào bánh xi đúng được câu ha. Còn giao bào bị mắt thì nó sẽ khó hơn.
chuối cộng món thường cho bạn ha, thì tùy ha. Rồi nhìn lại cụ thể trong phòng cầu người, ký sinh trùng sốt rét trải qua 4 giai đoạn. Thứ nhất tư dưỡng non, qua đây tư dưỡng già một mụn lên ha, cái những méo mó một xoàn cũng méo mó luôn, tư dưỡng già. Tiếp theo sẽ là phân liệt, ba thể này là thể vô tính phát triển trong cơ thể người. Và cuối cùng là da vào, bên đây là da vào của phân xì, bên đây là da vào của phi phát, được không? Là thể vô tính phát triển trong cơ thể mũi. Rồi, bây giờ về chương trình phát triển, tôi sẽ nói qua một lượt cho các em hiểu đã, rồi sau đó sẽ cho các em xem phim để cho các em hiểu cái phim nó đang chiếu cái gì, chứ còn nói các em biết cái phim nó đang chiếu cái gì. Rồi bây giờ các em thấy chương trình phát triển tôi kể ra chia cái bản làm hai phần. Một bên là chương trình hữu tính phát triển trong cơ thể mũi, một bên là chương trình vô tính phát triển trong cơ thể người nha. Rồi chúng ta chia ra rõ ràng như vậy. Đầu tiên đây là một con mũi anopheles bị nhiễm ký sinh trùng sốt rét. Thì con mũi anopheles này trong cơ thể của nó sẽ có những cái thoa trùng sốt rét. Những cái thoa trùng sốt rét nó sẽ nằm trong tuyến nước bọt của mũi ha. Thì đầu tiên là sẽ là những cái thoa trùng sốt rét đây. Các em sẽ thấy đây là những cái thoa trùng sốt rét ha. Khi mà hút máu một cái người lành thì nó sẽ truyền những cái thoa trùng sốt rét này cho cái người lành. Đây thoa trùng sốt rét này, đây là thoa trùng sốt rét ha. Những cái thoa trùng này sẽ nằm sẵn trong tuyến nước bọt của mũi, và khi nó hút máu một cái người lành là nó sẽ truyền những cái thoa trùng này cho cái người lành đó nha. Thì khi mà đầu tiên á, nó hút máu của một cái người bình thường, nó sẽ truyền những thoa trùng này, và trong vòng một nửa tiếng đồng hồ tất cả những thoa trùng này sẽ tập trung về gan hết. Trong vòng nửa tiếng số lên, nó xâm nhập vào tế bào gan để nó hình thành nên một cái thể gọi là thể phân liệt gan. Cái phân liệt hồi nãy các em coi là phân liệt của hồng cầu, còn cái này là phân liệt gan là khác nha, hai cái khác nhau. Phân liệt này là phân liệt gan. Thì hồi nãy tôi nói với em á là cái phân liệt hồng cầu nếu là của vi vắt thì nó sẽ có từ 14 tới 25 chủng, còn phân liệt của van si sẽ từ 8 tới 35 chủng. Nhưng mà còn phân liệt gan thì khác. Phân liệt gan này á, số lượng ảnh trùng nó cực kỳ nhiều. Mỗi một cái phân liệt gan này, số lượng ảnh trùng có thể trên 10.000 ảnh trùng. Là rất là nhiều á, để nó tăng phân số lên ha. Đầu tiên nó đi vô gan, để nó hình thành nó thể phân liệt gan, để nó tăng phân số lên, và cái giai đoạn này rất là quan trọng ha. Nó tăng phân số lên rất là nhiều. Rồi, sau đó phân liệt gan nó trưởng thành rồi, bắt đầu nó sẽ vỡ ra. Lúc này nó mới tung những cái ảnh trùng này đi vào trong máu. Như vậy cái giai đoạn đầu này nó chưa có vào máu, cho nên người ta gọi là giai đoạn gì đây? Tiền hồng cầu, nghĩa là nó chưa vô máu ha, nó chỉ là vô gan thôi. Giai đoạn này gọi là giai đoạn tiền hồng cầu. Rồi sau đó lúc này số lượng của nó nhiều rồi, bắt đầu hết với tụ vào trong máu, và những cái ảnh trùng này bắt đầu đi tìm những cái hồng cầu nào dễ thương á, nó bắt vô. Thì khi mới bắt vô các em sẽ thấy trong cái hồng cầu nó sẽ có cái nhũ, và thể này gọi là thể gì? Chính xác, tư dưỡng non. Rồi từ tư dưỡng non bắt đầu chuyển sang thành tư dưỡng già, đúng rồi ha. Nó chuyển thành tư dưỡng già. Rồi tư dưỡng già sẽ phát triển thành phân liệt. Thì phân liệt này là phân liệt gì? Phân liệt hồng cầu. Hai cái phân liệt khác nhau, trên này là phân liệt gan, dưới này là phân liệt hồng cầu. Hai cái phân liệt khác nhau ha, hai cái phân liệt khác nhau đó. Cái phân liệt hồng cầu này là chính là cái phân liệt mà nãy mình nói đó. Vi vắt là từ bao nhiêu? 14 tới 24 ảnh trùng, và van si là từ 8 tới 32 ảnh trùng. Thì cái này là phân liệt hồng cầu.
Rồi tư dưỡng non phát triển thành tư dưỡng già phát triển thành phân liệt, rồi phân liệt phát triển thành gì? Phân liệt phát triển thành gì? Cho bà. Cho bà. Có không nha, nhớ nha, giao bầu cái nhánh riêng à, phân liệt không phát triển thành giao bầu đâu. Rồi phân liệt khi mà nó trưởng thành nó bắt đầu nó mới vỡ ra à, lúc này khi phân liệt nó vỡ thì lúc này nó lại sinh ra các mảnh trùng à, một cái chu kỳ khác ha à, lại tiếp tục đi tìm những cái hộp cầu khác để bắt dùng ha à, thì chu kỳ này gọi là chu kỳ hồng cầu, này là chu kỳ tiền hồng cầu, bọn này là chu kỳ hồng cầu. Thì ứng với mỗi lần mà phân liệt vỡ thì bệnh nhân sẽ lên một cơn sốt. Mỗi lần phân liệt vỡ bệnh nhân lại lên một cơn sốt. Và đối với vi vắt người ta thấy rằng là chu kỳ của nó là sốt cách nhật. Cách nhật có nghĩa là ví dụ 3 giờ ngày mai sốt thì 3 giờ ngày mai sốt không? Sốt cách nhật. Cách nhật 3 giờ ngày mai sốt. 3 giờ ngày mai sốt. Sốt phải để 3 giờ mỗi ngày hơn kế tiếp mới xuống. Cấp nhật là cách mấy ngày ha, sao xuống cấp nhật cấp ngày nghĩa là 3 giờ này xuống à, hơn thì tới cái đơn nào xuống cấp nhật chu kỳ bao nhiêu tiếng à, vậy đi ha cho nó nhẹ 28 tiếng. Còn Fancy á sẽ là từ 36 cho tới 48 giờ ha, thì nó có cái chu kỳ như vậy. Rồi ứng với mỗi lần mà phân liệt vỡ thì bệnh nhân sẽ lên một cơn sốt nha. Rồi một cái nữa riêng đối với Fancy á thì người ta thấy rằng nó có cái hiện tượng kích thích hồng cầu. Riêng đối với Fancy nó hay có cái hiện tượng kích thích hồng cầu. Mà các hồng cầu nó kích thích thì nó sẽ gây ra cái hiện tượng gì? Các tưởng tượng cái hồng cầu nó kích thích kích tụ lại thì sẽ gây ra hiện tượng gì? Chính xác tắc mạch. Ha, mà khi mà tắc mạch như vậy á, nếu mà giả sử như chúng ta tắc mạch não đi thì bệnh nhân sẽ bị hôn mê, gây ra sốt rét ác tính thể não. Rồi ví dụ như phụ nữ đang có thai thì nó cũng sẽ gây tắc mạch những cái nhau thai, thì sẽ dẫn đến có thể là ảnh hưởng đến thai nhi như là tử vong, như là sông non, hay là nhẹ cân gì đó v.v. Tóm lại Fancy sẽ có hiện tượng gây sốt rét ác tính, Fancy sẽ có hiện tượng sốt rét ác tính. Còn ngược lại vi vắt thì hai chút xíu nói sao thì vi vắt chút xíu nói sao nè. Rồi tiếp. Rồi bây giờ tư dưỡng non có rồi, tư dưỡng già có rồi, phân liệt có rồi, bây giờ tới giao bào nha. Giao bào là một nhánh riêng. Khi nó là giao bào thì sinh ra nó đã là giao bào rồi ha. Ở giao bào thì nó là thể của tính, cho nên chúng ta có giao bào đực và chúng ta có giao bào cái. Đây là cái chuối là giao bào của Fancy, đúng rồi. Và đây là tròn tròn là giao bào của Vivac. Chúng ta có năm loại ký sinh trùng sốt rét ở người là Fancy, Vivac, Malaria, Ovale, Nolesi. Tuy nhiên bộ môn chỉ yêu cầu các bạn nhớ hai con, hai con hay gặp là Fancy và Vivac. Malaria, Ovale với Nolesi thì rất là hiếm. Thật ra thôi cần nhớ, các em nhớ ha, chúng ta nhớ hai con thôi. Rồi thì đây là giao bào ha. Như vậy một cái con mũi Anopheles khác khi nó hút máu của cái người này nó có thể nào nhắc lại hút mấy thể? Ok, không có sự lựa chọn nha, có gì hút hết rồi hút hết. Sau đó tư dưỡng của nhưng mà con mũi nó hút máu thì cái máu sẽ đi đến đâu trong cơ thể mũi? Chính xác đi vào dạ dày của mũi ha, nó sẽ đi vào dạ dày của mũi. Thì giống như mình ăn cơm xong thì cơm sẽ đi vô dạ dày của mình. Mấy em thấy cái con mũi á, cái phần đuôi của nó có cái phần đỏ đó, là cái đó nguyên cái đó là cái dạ dày của nó, phần gì đó ha, họ nguyên cái dạ dày của nó luôn. Rồi rồi mình cứ tiếp tục nè, nhưng mà nó không tròn tiếp tục. Dạ không phải tại cái máy không tròn. Rồi thì bây giờ á mình sẽ bỏ qua tư dưỡng non, tư dưỡng già cái phân liệt đi,
tại vì nó là thể vô tính, nó sẽ điện từ tiêu chuyển đi thành chất dinh dưỡng cho mũi. Còn giờ mình sẽ nói về phần giao bào nha. Rồi thì giao bào đực khi vào đến dạ dày của mũi sẽ phát triển thành giao tử đực, giao bào cái sẽ phát triển thành giao tử cái nha. Giao bào đực sẽ phát triển thành giao tử đực, giao bào cái sẽ phát triển thành giao tử cái nha. Giao tử đực sẽ xuất roi, giao tử đực sẽ xuất roi và cái roi này sẽ xâm nhập vào giao tử cái hình thành nên hợp tử. Và cái quá trình giao tử đực xâm nhập vào giao tử cái này xảy ra ở đâu trong cơ thể mũi? Xảy ra ở đâu? Vẫn là trong dạ dày, đúng không? À, nó vẫn là trong dạ dày mũi. Giao tử đực sẽ xâm nhập vào giao tử cái cho ra hợp tử, và cái hợp tử đó vẫn còn nằm trong dạ dày của mũi, và nếu nó nằm trong dạ dày của mũi thì nó sẽ không thể phát triển tiếp được, đúng không? Như vậy cái hợp tử đó nó sẽ tìm cách làm sao nó để thoát ra khỏi cái dạ dày của mũi thì nó mới tiếp tục cái chu trình phát triển của nó. Như vậy cái hợp tử nó sẽ hình thành ra một cái thể gọi là chứng di động, chứng di động. Và cái chứng di động này nó sẽ đâm xuyên qua cái dạ dày mũi để nó đi vào trong mô cơ thể của cái con mũi đó, để nó thoát ra khỏi cái dạ dày ha, để nó đi vào trong mô cơ thể của con mũi. Rồi từ đó chứng di động sẽ phát triển thành một cái thể gọi là chứng nang. Và trong chứng nang nó sẽ có những cái thoa trùng. Trong chứng nang nó sẽ có những cái thoa trùng. Sau đó thì thoa trùng sẽ bơi đến đâu? Tuyến nước bọt của mũi chờ được xâm nhập vào cái mũi. Được không? Rồi, đây là chương trình phát triển của cái sinh trùng sau đây. Thì hồi nãy mình nói với bác sĩ Barum á, là nó có hiện tượng là gây sốt rét ác tính. Còn đối với Vivac thì nó lại có hiện tượng là gây ra sốt rét tái phát xa. Là tại vì á, đối với Vivac á, có một số thoa trùng khi mà nó đi vào đến tế bào gan thì nó sẽ nằm lại trong gan. Nó nằm lại, nó tạo thành cái thể cũ trong gan. Nó không phát triển tiếp. Thì nó đợi đến một cái ngày đẹp trời nào đó, lúc đó nó tiếp tục phát triển tiếp, tạo ra những cái cơn sốt rét tái phát xa. Như vậy riêng đối với Vi Bắc thì sẽ có sốt rét tái phát xa, còn đối với Fancy thì sẽ có sốt rét. Rồi bây giờ chúng ta xem video clip ha, để chúng ta hy vọng là chúng ta nhớ được cho tới ngày thi. Thì đối với cái clip này nó cũng chia ra hai phần rõ ràng. Đầu tiên là chương trình vô tính phát triển trong cơ thể thường. Đây là một con mũi đòn sóc, mũi Anopheles. À. Đó. Thấy không? Nó cũng phải chích vô vài lần đó chứ. Này nó giả. Rồi. Đây là những cái mạch máu nè, những cái mạch máu này là nó đang hút máu và nó sẽ truyền những cái thoa trùng. Đây là cái thoa trùng nè. Thì trong vòng 30 phút những thoa trùng này đi đâu? Vào gan để hình thành lên cái thể gì biết không? Cái nhiều gan ha. Nó sẽ đi vào trong gan trước. Đây là cái gan. Cái máy chiếu này hơi mờ. À, một cái thoa trùng đã vào đến. Nó đi kiếm, kiếm cái tế bào gan này dễ thương. Nó vô. Nó khó chịu lắm. Đi kiếm hoài. Bãi nào cũng được đâu. Đó, chắc chỗ này được nè. Rồi nó ở lại để nó hình thành nên thể phân liệt gan ha. Thì để nó tăng đơn số lên, thể phân liệt gan này nó hình thành nhiều mảnh trùng lắm, trên 10.000 mảnh trùng, quá trời. Rồi bắt đầu phân liệt gan trưởng thành rồi, bắt đầu nó mới tung mảnh trùng vào máu nè.
em thấy nó bơm cái mặt trùng này vào trong máu ha, thấy không mấy đứa, thấy nó bơm không? Rồi, đầu tiên ha, nó sẽ đến cái chu kỳ hồng cầu, nó sẽ đi tìm một cái hồng cầu để nó bắt vô. Khi mà mới vô thì là để gì? Tư dưỡng non. Rồi xong rồi tư dưỡng non sẽ phát triển thành tư dưỡng già. Các em sẽ thấy cái màng hồng cầu không còn chân chu nữa, bắt đầu nó nhám 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 ha. Rồi xong rồi hình thành thành phân liệt. Đó, cái phân liệt đó. Rồi sau đó cái phân liệt nó sẽ vỡ. Ha. Đó. Cùng những cái mảnh trùng vào máu và những cái mảnh trùng này lại tiếp tục xâm nhập vào những cái hồng cầu khác. Thì khi mỗi lần phân liệt vỡ như vậy trên lâm sàng bệnh nhân sẽ làm sao? Sốt ha. Sốt. Nãy giờ thấy tiểu non rồi, tiểu già rồi, phân liệt rồi, chưa thấy giao bào. Thì chờ chút xíu người ta sẽ quay lại cái mạch máu này cho các bạn thấy cái trái chuối ha. Bây giờ người ta chiếu cho mình xem đây là một cái con mũi adenovirus khác, nó hút máu của cái người này. Rồi chúng ta tiếp cái chu trình thụ tinh xảy ra trong cơ thể mũi. Rồi, đây là một con mũi. Đố men đây mũi được mũi cái. Sao biết cái? À, mũi cái hút máu. Thế mũi được có hút máu không? Mũi được ăn gì? À, mũi được ăn chay. Đây là cái này cái dạ dày mũi đó mấy đứa. Rồi, người ta phóng to cái dạ dày ra. Và trong đó sẽ có những tế bào hồng cầu chính là thành quả do cái con mũi nó hút được về. Trong đây sẽ có những cái thể vô tính ha, và những thể vô tính này sẽ tiêu biến đi làm chất dinh dưỡng cho mũi. Rồi chúng ta quay lại cái mạch máu nãy để cho mình thấy sự sản sinh ra giao bào. Đây là cái chuối đầu tiên, cái chuối thứ hai, cái chuối thứ ba. Rồi, những trái chuối này nếu vào đến dạ dày của mũi thì nó sẽ tiếp tục phát triển, giao bào đực phát triển thành giao tử đực, giao bào cái phát triển thành giao tử cái ha. Đây là cái dạ dày mũi ha. Rồi, một bên sẽ là giao bào đực, một bên sẽ là giao bào cái. Giao bào đực phát triển thành giao tử đực, giao bào cái phát triển thành giao tử cái. Giao tử đực sẽ xuất roi và cái roi này sẽ xâm nhập vào giao tử cái. Quá trình này xảy ra ở đâu? Ở đâu mấy đứa? Dạ dày mũi ha. Và cái hình như cái này nó chậm rồi nè, phía dưới có cái kia nó nhanh hơn. Ừ, thế là xong. Ừ, rồi người ta đã xong, nó đã chậm một bước, không cưới được vợ rồi. Rồi thì như vậy khi giao tử đực xâm nhập vào giao tử cái, nó sẽ hình thành nên hộp tử ha, nó hình thành nên hộp tử. Và cái hộp tử này phải tìm cách làm sao thoát ra khỏi cái dạ dày của mũi. Đố các em còn ai nhớ hộp tử sẽ hình thành nên cái thể gì? Trứng di động ha, hình thành nên trứng di động. Rồi hộp tử sẽ hình thành nên trái dưa leo. Rồi các em sẽ thấy là nó sẽ đâm xuyên qua cái dạ dày mũi nè. Đây nó đang đâm nè. Đó, đâm xuyên ra. Bây giờ nó đã thoát ra khỏi cái dạ dày mũi rồi và đi vào trong cơ thể mũi, hình thành nên cái thể gọi là trứng nang.
và cái chứng nang này bên trong nó sẽ có nhiều cái khoa trùng. Khi người ta mổ con mũi này ra, người ta sẽ thấy nó có rất nhiều chứng nang ha. Và cái khoa trùng này thấy người chờ ở đây có như đẹp lắm không, chỗ này đầu không thấy luôn á, xấu mà người xấu giả mang. Rồi những khoa trùng này nó sẽ bơi đến cái tuyến nước bọt của mũi chờ nhiều xong nhập vào cái chỗ mới ha. Rồi cái clip này chắc giữ qua theo lớp ha, khi nào mấy em bữa nào ngủ một đường có thì các em mở ra coi để thí sinh tại vì ngủ được ha, ngồi dậy coi, còn bữa nào tôi ngủ một đường thì tôi ngồi dậy tôi soạn để rồi tiếp mà ngay nào tôi cũng không ngủ được hết. Thật ra các em có rất nhiều nghề. Rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục. Bây giờ là 2:39. Có muốn nghỉ ngơi đâu? À, còn khoảng chừng 2 phút nữa mới xong á. Tiếp không? Tiếp à? Nè, để còn ra chơi đúng không? Rồi, chúng ta tiếp tục. Cố lên. Bài này chưa dài đâu. Đợi đến bữa nào nè. Tôi còn với các em một bài sáng giải. Sau đó, cái bài đi nắm ngoài da. Cái bài đi nắm ngoài da đó là cái bài gì? Bạn bị nóng quạt dài hết giờ luôn, nó quay giờ mà. Nhưng mà cái bài đó là cái bài này khó hiểu nhất. Tôi nghĩ là bài nào không đi học cũng được, chứ cái bài bị nóng quạt dài phải đi học. Chứ cái bài đó mà không đi học á, về nhà em có đọc trong sách 10 lần đó em cũng không tung ra được cái giọng trên. Ừ, tại vì cái giọng nó dài quá, nó không có nhấn mạnh cái gì cho em. Đi học mới nắp được cái chính của bạn, chứ còn ở nhà học rồi thì nó là tiếp. Kéo con mình tích bình thì mình biết á, cái sinh trùng sốt rét là do mình nó truyền. Như vậy những yếu tố nào mà ảnh hưởng đến mũi thì sẽ ảnh hưởng đến sốt rét ha. Nhiệt độ để cho mũi phát triển là từ 20 đến 25 độ, độ ẩm là từ 70 đến 80%. Với nhiệt độ và độ ẩm này thì theo các bạn ở những mùa, ở những cái nơi có bốn mùa xuân hạ thu đông thì mùa nào sẽ là cái mùa bộc phát hơn thì nó sốt rét. Mùa thu thì khô quá, mùa hè thì nóng quá, mùa đông thì nóng quá, mùa xuân sẽ là cái mùa mà bộc phát hơn mình sốt rét ha. Về vị trí địa lý, những nơi nào là những nơi mà hay có bệnh sốt rét hả? Rừng rậm nhiều mũi đúng không? Những vùng nào là những vùng ít có bệnh sốt rét? Những vùng nào là những vùng ít có bệnh sốt rét? Lạnh, chính xác, những vùng lạnh ha. Thì người ta thấy rằng nếu những cái vùng nào mà có nhiệt độ dưới 14,5 độ thì lúc đó là cái chu trình ngủ tinh trong cơ thể cũng nó sẽ bị ngưng chạy đi. Như vậy là những cái vùng nào mà nhiệt độ dưới 14,5 độ là những vùng đó sẽ không có bệnh sốt rét. Ví dụ những cái vùng núi cao, những vùng núi cao thường thì ít có sốt rét. Vùng núi mà tôi nói núi cao đó, tại vì thứ nhất núi cao thì nó sẽ như thế nào, lạnh đúng không? Lạnh. Nếu vùng nào trên cao nó sẽ lạnh thì như vậy nó sẽ ít có sốt rét. Cái thứ hai, tại sao trên núi lại ít có sốt rét? Lý do thứ hai. Sai. Cứ nói đi trời ơi, nói đúng là giỏi, nói sai thì giỏi, giỏi hơn cái người không nói, giỏi hơn cái người ghét nói như vậy. Nói hiểu không? Nói sai thì giỏi. Sai. Nói. Alo.
là cái máy này không cho đi, nó tắt đúng chỗ. Rồi thì như thế này nè, mấy biết vì sao mũi được ăn dai ha? Cái con mũi cái á thì nó phải hút máu, trong khi mũi đực thì nó không cần hút máu, là tại vì cái con mũi cái nó phải hút máu để nó lấy cái máu đó nó nuôi cái gì, nuôi cho cái trứng, hiểu không? Còn mũi đực nó hút trứng cho nên nó không cần hút máu, hiểu không? Chứ nó không phải nó tốt lành gì đâu. Cho nên á là cái con mũi cái á mấy phải biết rằng là khi mà nó hút máu xong á nó sẽ đi tìm cái nơi thật là yên tĩnh để nó tập trung, nó sẽ thu được cái trứng của nó. Thì ở những cái vùng núi cao thì gió nhiều, mà nhà thì nó sẽ không phải nhà chính như chúng ta, tại vì nó sẽ không phải xài máy lạnh, hiểu không? Thì nhà nó dày nè, thì lúc đó gió nó thổi qua thổi lại thì cái con mũi sẽ sao? Nó không thể là tìm được cái chỗ nào nó yên, hiểu không? Thì như vậy là sẽ gây khó khăn cho cái việc mà nó thu được cái trứng của nó nha. Cái nữa đó là vùng núi cao thì sẽ ít gì, có ít gì, nhiều là nhiều gió nhưng ít ít gì, ít người, đúng không? Ít người mà người chính là nguồn lương thực của nó, mà nếu ít người thì sao? Nó khó tìm, nó khó tìm lương thực, như vậy là nó cũng không có thuận lợi cho nó phát triển. Thành ra những cái vùng núi cao á thường là sẽ ít có một số đen, rừng rậm thì nhiều nhưng mà núi cao thì ít, hoặc là những cái vùng mà lạnh ha. Rồi về ánh sáng, ánh sáng có lợi hay có hại cho mũi? Lợi hay hại? Hại chỗ nào? Đúng rồi, khi mà không có ánh sáng mình không thể nhìn thấy con mũi thì mình không bắt được nó, nhưng mà khi có ánh sáng rồi thì mình thấy được nó làm sao? Bắt nó liền, đúng không? Có người nào trong lớp mình khi thấy con mũi nó đang hút máu của mình mà mình để yên cho nó hút máu không? Có người nào mà tốt như vậy không? Thấy con mũi đang hút máu của mình cái đấy, con hút lẹ lẹ đi nha, để cho chị học bài đó ngày mai chị đi đó. Có đâu nha, từ khi ba mẹ mình đẻ mình ra, ba mẹ đã chỉ cho mình làm sao. Nếu con thấy con mũi thì con làm gì? Ngay lập tức luôn, đó là phản xạ, nó sẽ hiểu không? Đó là phản xạ. Thì như vậy ánh sáng là có hại cho mũi, nhưng còn đối với lăng quăng thì khác. Có loài lăng quăng thích ánh sáng thì ánh sáng có lợi cho nó, có loài lăng quăng không thích ánh sáng thì ánh sáng có hại cho nó nha. Rồi về thủy sinh, thủy sinh thì có lợi hay có hại cho mũi? Thủy sinh ví dụ là gì? Cá, cá có lợi hay có hại? Hại chỗ nào? Cá ăn lăng quăng, đúng không? Cá ăn lăng quăng thì như vậy là có hại, nhưng mà thủy sinh mình có động vật thủy sinh rồi, mình cũng có thực vật thủy sinh. Thực vật thủy sinh ví dụ là gì? Rong, vài rừng ha. Có lợi hay có hại? Lợi hại? Lợi là chỗ nào? Hả? Đúng rồi, nó giống như là mấy cái nhiều cái cây rễ rễ của cái vài rừng á, nó giống như cái nơi để cho cái con lăng quăng nó thuận nắp. Ví dụ con cá thấy lăng quăng nó dí theo nó, cái nó thấy cái rễ cái vài rừng nó chạy lên giường cây cá thấy được bye bye, đúng không? Thì như vậy là nó sẽ tức vô, che thủy sinh là có lợi cho nó ha. Rồi đây ví dụ bài của mẹ, bài của đây là bài của ha. Thì nãy mình nói bài thì có lợi đúng không? Nhưng mà nếu mà vừa vừa với phải thì có lợi, còn nếu như giống vậy thì có lợi hay có hại? Lợi hại, hại chỗ nào? Đúng rồi, chính xác. Trời ơi, bèo kiểu này che hết cái mặt thoáng luôn thì cái con lăng quăng ở dưới nó làm sao? Nó ngợp, không có oxy thở, hiểu không? Thì như vậy lúc này nhiều quá thì lại trở thành là có hại ha. Giống như tiền cũng vậy ấy, em ơi, tiền nhiều là có lợi hay có hại? Tiền nhiều là có hại, đúng không? Tiền nhiều là không có hại nha. Tôi nói đúng hay sai? Tôi nói đúng đâu. Mấy em thấy rằng mấy ông tỷ phú có người nào để tiền cho con không? Đó, tỷ phú để tiền để làm cái gì? Tao từ thiện, hiểu không? Tại vì tỷ phú biết
rồi. À, cho nên ba nó sẽ nói rằng con thì con, tiền mẹ của ba sẽ để làm từ thiện, con có cái cách nào cho mẹ hết trơn á. Thế nó nghe thấy vậy nó đã chết rồi, mình không có cách nào hết trơn đó, thì nó phải làm sao? Hỏi đi kiếm tiền, hiểu không? Thì như vậy nó mới sống có ích mình hơn, chứ không phải thằng heo nha. Rồi, tiếp về kinh tế xã hội nghề nghiệp thì nghề gì thì dễ bị mũi chích nha, nghề gì dễ bị mũi chích, nghề gì dễ bị mũi chích, nghề gì sinh viên, đúng rồi, sinh viên dễ bị mũi chích, đúng rồi, bạn học bài học đêm học khuya, đúng không, bạn đại hát karaoke tối giờ học bài cho nên tầm nữ nha mũi chích phải rồi. À, sinh viên dễ bị mũi chích. Nghe gì nữa? Làm nông đúng rồi, những cái nghề gì mà nói chung là cứ hãy phải đi gặp những cái chỗ có bụi rậm đó, hoặc là những cái nghề đi làm rừng ha, bộ đội quân quân ha, những cái nghề cái gì cũng chích. Ví dụ đây là bộ đội quân quân đúng không? À, thì đi vô rồi thì rất là dễ bị quân chích. Nghe gì? Nghe này đúng rồi, chính xác, nghề lắp đặt. Đúng rồi, nghề này là rất là dễ bị mũi chích. Còn gặp cái ông lắp đặt này không có làm gì nữa. Ông không thèm làm gì, chạy mặc áo luôn. Ừ, ông lắp đặt này không sợ chết nè. À, bữa nào sẽ bị sức em. Nghe gì? À, nghề này cũng là lắp đặt luôn, đúng không? Nghề này cũng là lắp đặt luôn, cũng dễ bị mũi chích, đi chàng. Tiếp. Ở Việt Nam thì người ta thấy rằng đó nó có cái vùng trồng vải chia ra ha. Ví dụ như ở vùng rừng núi á thì người ta thấy là hay gặp Fasi. Còn vùng đồng bằng ven biển thì người ta thấy là hay gặp Vivax. Nó chia ra cái vùng trồng vải, vùng lặn núi thì hay gặp Fasi, mà vùng đồng bằng ven biển thì hay gặp Vivax. Là tại vì á người ta thấy rằng á cái con Fasciparum này nè nó có kháng tính đối với cái mũi Anopheliquid. Cái Fasciparum này nó có kháng tính với lại cái mũi Anopheliquid. Như vậy cùng đường núi toàn là mũi Anopheliquid không, thành ra là chủ yếu là Fasciparum. Còn một đồng bằng ven biển thì nó lại có mũi Anopheliquid. Thì cái Anopheliquid này thì nó lại có kháng tính với mũi, thành thử ra chủ yếu là gặp Vivax. À, thì chỗ này tôi phải mở ngoặc nó thêm cho các bạn chút xíu về cái mũi Anopheles. Nó có mấy cái loài mũi Anopheles rồi, rất là nhiều loài mũi Anopheles, nhưng không phải mũi Anopheles nào cũng truyền được sốt rét lắm đâu. Chỉ có một vài loại mũi Anopheles là vector truyền được sốt rét thì nó mới truyền được sốt rét, nhớ nha. Nhắc lại, mũi Anopheles chỉ có một vài loại Anopheles là vector truyền bệnh sốt rét thì nó mới truyền được bệnh sốt rét, chứ còn những cái loại mũi Anopheles khác vẫn là mũi Anopheles nhưng không truyền bệnh sốt rét, nhớ nha. Rồi, và để cho dễ nhớ mấy bạn thấy nè, cái chữ đồng bằng ven biển, nó ven biển nó có chữ V, Vivax có chữ V, như vậy ven biển thì cũng vô Vivax, còn đường núi thì quấn chuỗi con còn lại là một taxi nha. Rồi bây giờ mình phân tích đây thì mình sốt rét ít rồi. Thứ nhất, sốt rét do cái gì truyền? Thứ nhất là mũi truyền, thứ hai truyền máu, thứ ba mẹ sang con, đúng rồi. Đây, đầu tiên là mũi truyền. Các em nhìn vào cái hình này, các em thấy có sự khác biệt gì giữa hai con mũi này? Hai con mũi này khác chỗ nào? Một con thì cái kim của nó thẳng, một con thì cái kim của nó cong. Điều này muốn nói lên rằng chúng ta không nên sexy, chúng ta phải ăn mặc kín đáo để đừng có bị mũi chích. Tôi không biết là cái phần của mấy em á thì đã có cái mốt là mặc cái quần ngắn ngắn gì chưa, không biết ở phía nhà mấy em có mặc cái quần ngắn ngắn gì không, chứ tôi thấy
rồi nhiều khi cái áo của nó dài lên tới đây mình cũng đâu mặc quần à, thì tôi không biết cái thời mấy em có chưa, tôi không biết chứ cái thời tôi á thì đi học nó đâu mặc quần dài hết à, biết thời em có chưa à, chứ giờ thì nó mặc cái quần dài thôi, cho nó cái tôi cũng tùy ba mẹ nhé, chỉ có cuốn quần để kẻ hơn cuốn quần này đúng không. Rồi thứ hai là qua con đường truyền máu, và thứ ba là từ mẹ sang con. Rồi về triệu chứng lâm sàng biết luôn rồi ha, cơn sốt rét điển rồi à. Thứ nhất chúng ta nói về thời kỳ ủ bệnh. Đối với bệnh Parkinson thời kỳ ủ bệnh là 7 ngày, đối với bị bắt thời kỳ ủ bệnh là 10 ngày ha. Thế thì thời kỳ ủ bệnh có gì quan trọng không, quan trọng không, quan trọng sao hả? Thời kỳ ủ bệnh quan trọng sao hả? Quan trọng chỗ nào? Ví dụ nha, một cái ngày nào đó phụ môn kêu Phụng ơi, em đi vô cái vùng dịch tễ sốt rét đó em khảo sát cho tôi đi ha. Thì như vậy là phụ môn kêu thì tôi phải đi chứ sao, tôi biết chỗ đó là chỗ sốt rét đó thì cũng phải dứt thần được đi, hiểu không? Tại phụ môn kêu à, thế thì tôi đi, kêu đi rồi xong rồi.